nhẹ nhàng, uyển chuyển. Cuộc sống ngày nay làm chúng ta thật tất bật và mọi thứ đều có thể làm chúng ta bực bội hoặc khó chịu. Đi muộn 5 phút, người khác trễ hẹn, bị kẹt xe, thanh toán các hóa đơn, xếp hàng chờ đợi, nấu một bữa ăn quá tay, phạm một sai lầm, vân vân. Nguyên nhân chủ yếu là do chúng ta không sẵn lòng chấp nhận những khác biệt của cuộc sống dưới bất kỳ hình thức nào. Chúng ta sống với mong muốn mọi thứ vật chất, mọi con người, mọi sự kiện đều hiện diện theo đúng cách ta muốn. Và khi chúng ta không được như thế, chúng ta vật vã và khổ đau như rơi vào một hoàn cảnh tuyệt vọng. Hãy nhớ rằng, mọi ưu phiền của bạn đều do cách bạn phản ứng và sắp xếp với cuộc sống. Do đó, khi thay đổi được điều này, bạn sẽ thanh thản với những việc xảy ra ngoài ý muốn hơn. Một khi bạn chấp nhận cuộc sống theo đúng bản chất của nó, bạn sẽ được tự do. Bây giờ, bạn hãy thử khởi đầu một ngày mới mà không kỳ vọng vào bất cứ điều gì. Đừng trông mong mọi người đều thân thiện với bạn, để bạn không phải bất ngờ và khó chịu khi gặp những người không thân thiện. Đừng trông mong một ngày không xảy ra sự cố gì. Thay vào đó, nếu có sự cố, hãy tự nhủ: mình phải vượt qua rào cản này. Cuộc sống của bạn sẽ dễ chịu hơn mà không còn phải đấu tranh để chống lại chúng. Khi hiểu được bản chất của cuộc sống, bạn sẽ biết sống uyển chuyển hơn để tạo thêm nhiều niềm vui cho mình. Cảm ơn vì các bạn đã lắng nghe.